Đây, mình dính ra. Có thể thấy tốc độ dính của nó kinh ra. Dính đi à, đấy. Nó dính quá mà nhỉ. Phải phá nó trốn nhựa đấy. Đấy. Đáp đầu ôi dính luôn, tôi không phải lắp đâu. Con này đang dính mà dính cánh rồi.
đôi quả này nữa, quả này có là nó mới qua nó tốn nhựa. Thôi thôi chết cha tao rồi. Anh ơi, lấy cho nghiệp này, có lấy cho gì chú? Con này làm mình tốn khá là nhiều nhựa. Mình từ quê tôi đổ vào. Cái gì nhá, bây giờ nó khô rồi, nó dính lắm mọi người ạ. Mọi người biết làm sao để nó được gì nhá. Đây, đấy. Đấy nước dãi. Tôi quên qua là nó sẽ không dính tay nhá. Lấy nước dãi cầm vào. Đấy, cái này dở, nó vỡ nó không được rồi. Chết tôi rồi. Cho ba con dính cái này luôn. Coi là mọi người xem video này sẽ bị tai nhức óc. Góp từng con một. Không cần nhau lên chị rồi này. Không hết nhựa móc tủ. Tủ nhựa thẳng. Không cần nhau ấy. Không cần nhau này này. Đặt thế nào được. Đặt thế nào này. Dính kinh điểm con người ạ. Một lắm nhỉ. Mình cho đi sau. Sau đi. Mình cho kinh điểm nào. Ha ha ha. Tại được rút ở trong cai nhưng bây giờ không rút được nữa mọi người ạ. Nó dính quá. Rồi, không biết là làm cai này ra được gì đâu thôi. Chỉ nữa phải cắt cai ra là không rút được vào đấy. Đi. Bây giờ thì nó lại mất cơ rồi nhỉ? Tôi chào. Thành một cục luôn. Đây rồi. Quay bên nhau bạn nhé. Đấy. Mọi người thấy quả dược hít nó kinh điển chưa? Nó đang mỉm hết cả tay rồi. Nào. Mày rộng mồm không? Nào. Bây giờ anh em mình sẽ cắt bỏ hết những cái cánh, những cái nhựa nút đi nhá. Thế là lấy cái rổ ra. Ok. Cắt bỏ hết cái nhựa nút đi. Và sẽ đến màn cắt phần tiếp theo. Rất là dính, là dính kinh điển mọi người. Đầu tiên thì các em nó đã về với đất mẹ, còn một số con vẫn sống. Bọn này thì không thể tha thứ được, vẫn phải tiếp tục tra tấn đúng không? Màn tiếp theo đó là trông xôi như vậy. Vạt dầu. Đấy. Anh về sau không? Dừng lại luôn. Đấy, về sau. Rồi. Hôm nay là tra tấn màn thứ hai đó là những vạt dầu.
Nhưng mà trước khi nhúng vào giờ anh em mình sẽ nhúng vào chân sủ. Chân sủ, gọi là ve sầu chân sủ. Đấy. Anh em mình đang ngồi đúng trưng đại bản danh của ve sầu để cho chúng nó nhìn thấy đồng đội mà khiếp sợ và mai cầm mồm đấy. Từ lúc đang lên đây nhá, cái cây này, cây thạc cừ thế này mà chúng nó có dám kêu được. Hay nó sợ khói nhỉ? Không biết. Tối mà. Ve sầu suối dầu. Nào. Ui. Đúng rồi. Ngồi lên đúng bạn đại bản danh của ve sầu luôn. Rồi. Còn chứ nhỉ? Nào, mày là mày giữ để tao suối nhá. Ok. Suối dầu đó. Đây đây. Tôi ngấm hết. Không biết giòn không anh nhỉ? Đấy. Đấy, sao? Xối. Mày... Ui, ôi, sủi nhỉ? Mày, ui, vàng luôn này. Rồi là cái nào, cái đấy vàng kè luôn nhỉ? Vàng luôn này. Ui, vàng luôn. Ngon đấy nhỉ? Kêu đi. Mày là một người ấy. Ôi, đại bản danh đây mà chỉ có một số con cái sổ sổ số nó đang kêu thôi. Còn nó đang, chắc là kêu nhiều quá, mỏi mồm rồi. Vàng ngắm luôn đấy nhỉ, rộn vào thế nào vàng để nói luôn. Nó thích là anh em mình cho nó trên đường, nó thịt mà. Anh rộn vào dưới luôn đi. Anh rộn vào dưới. Bọn này nó phải cho vạc dầu của Thiên Vương. Nào. Mấy con ở trên đầu được dính nhiều dầu vàng ngon đấy. Sao? Bọn chết rồi đây này, mọi người. Tìm vàng chưa, vàng chưa? Nghiện chưa, nghiện chưa? Vàng chưa? Vàng nghiện chưa? Vàng đấy. Chưa chưa ông ơi. Sắp có rồi. Nghiện mà dở đấy. Không biết chín anh nhở? Chín rồi. À, thôi, không phải dội nữa. Vàng luôn rồi. Đấy. Wow. Đó, đừng dội nữa để cho nó ráo mỡ đi nhở. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ đi thưởng thức cùng mọi người nhá. Mời mọi người chén luôn. À. À, anh đã thử không? Ủa, chúng ta thử với châu không? Rồi, cho nó ráo, ráo mỡ một tí đã. Cho đĩa ông nhỉ? Đấy, đặt vào đĩa cho nó sang chắc tí nhỉ? Đấy, đấy, cho thực khách đầu tiên nha. Đấy, đấy. Ra mệt. Đấy, không ăn rồi. Ủa, đấy. Ủa, sao chả chín à? Ngon quá nhỉ? Bông ăn lấy sầu, bông ăn lấy sầu. Đổ lắm, mình chả được ăn đâu. Con non thì nó ngon hơn mọi người ạ. Kem một con. Ngon. Đấy. Đấy, đuối đi mà. Đọc ăn à? Đọc ăn. Đấy, con trên kìa. Đọc. Trời ơi, nguội đúng không? Không, đọc ngon. Xem nào. Ủa, đi béo. Đây, ui, con này béo. Ui, mọi người nhé. Ây, béo rồi tôi em. Béo lắm. Tuy là nó già rồi không được ngon như con non nhưng mà vẫn ngon mà. Vẫn cứ là ok đấy. Vâng nào mọi người nhá. À, bây giờ mình sẽ tút ra đĩa nha. Để cho dễ ăn. Thế sao? Thế sao anh? Ôi, nó bị dị ứng. Anh là con tục tưng này. Chưa có. Con tục tưng này. Tức tức. Đây. Ông anh với cháu không? Nhìn lên bao nhiêu ngày. Cháu vừa đi châm này. Gần đây bị nó chắc tấm rồi. Đây là con nhảy này, con tưng tưng. Bố bà bắt chân cây này à? Không, cháu vừa đi châm. Cho bà thưởng thức em nhá. Già thế. Già mà con đang còn bày rồi ấy. Ăn cái này. Dạ nha anh ạ. Ăn kèm cái bột này đây. Không mang cốt rượu ở đây. Đây ăn phải như thế này. Đây đây đây. Không có mà về mà lấy chai rượu cho bà tám rồi. Không có uống rượu đâu. Nên là cho bà đây uống. Ôi. Nữa. Thôi làm cả cái này. Nó để cái này. Thôi không. Ăn gom cả vào. Mày ớt. Ăn về sau không. Mày ớt. Làm con về sau đấy anh. Làm thế à. Làm con về sau rồi. Đấy bà lắm cả. Nên mới bỏ thẳng vào chiên cái giòn ngon hơn cả. Đúng rồi ạ. Bỏ thẳng vào chiên giòn ngon. Giòn.
anh ơi. Ngon lắm. Ngon rồi. Bây giờ trên mình ngon hơn. Chưa giòn. Cái này nó chưa ngon. Ba thử nhớ. Ở đây bắt mai trên giòn nhá. Được. Mai làm cái chầu vẻ món. Hôm nay lại đi đi làm cái chầu vẻ món luôn. Đưa đem cho mọi người chén cùng mình nhá. Ba. Ba có ăn không? Đấy là bác. Không, ăn một cái nhá. Đi đi uống bia. Nó này phải có bia mang nè. Có bia. Có ơi. Cái có bia uống vào lắm. Ông Bảy ơi. Lấy sầu không? Ông Bảy lấy sầu không? Ông Bảy. Ông Bảy. Hôm nay ông có ăn. Ông một ca bia nhá. Tôi chẳng có đâu coca nhá. Không cần coca đâu. Có. Mọi người không thích ăn lắm nên anh em cũng chế điện. Mọi người sợ gì uống ấy. Anh em mình cũng đi uống không? Uống cá bia. Quay mấy câu này rồi đi uống cái gì. Mời anh em mình là tôi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Trời nắng nóng. Cái sầu giả. Không ăn nhỉ? 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 Không ăn nhỉ?